trên bàn của mình là hai cái dụng cụ để massage mặt hoặc là massage mắt mà mình mua được, và mình cũng đã sử dụng qua hai loại này rồi. Thì một loại á là cái can chất liệu nhựa và một cái bi bằng kim loại. Thì khi mà mình lăn trên mặt như thế này nè, thì viên bi nó sẽ lăn tròn, và bởi vì viên bi nó là bằng kim loại á nên nó sẽ mang lại cái cảm giác mát dịu trên da của mình. Mình không cần phải dùng phải cọ quá sát để gì viên bi nó có thể lăn đâu, mà mình có thể xoay nhẹ như thế này đó, viên bi nó cũng lăn rồi. Thì công dụng của cái này á là để cho mình massage mắt hoặc là massage mặt, thì sẽ đem đến cái cảm giác thư giãn, đồng thời thì nó sẽ góp phần loại bỏ về quầng thâm hoặc là mụn mắt. Do khi mà mình xoa trên mắt đó, thì không khác gì là mình massage mắt, thì nó sẽ giúp cho máu lưu thông hơn và giảm cái hiện tượng là trong cái mặt mình cái kiểu mà bơ phờ hoặc là mất ngủ đó. Nó sẽ giúp làm thư giãn các mạch máu. Nhưng mà cái loại này đó, nó có một cái nhược điểm khá là lớn mà mình không có hài lòng. Các bạn biết gì không? Đó là khi mà mình lăn ở trên cái vùng mắt đó, thì dễ xảy ra một cái hiện tượng, đó là da mắt nó sẽ bị kẹt vào trong cái khe như thế này, và mỗi lần như vậy nó sẽ khá là đau. Bởi vì á, cái viên bi là nó không có thiết kế để ôm trọn vô trong cái lồng này, do đó nên nó vẫn có độ nảy nhỏ, nó vẫn có độ rơ nè. Do đó nên khi mà mình lăn á, thì da mắt nó sẽ tiếp xúc vào những cái khe như thế này và nó sẽ kẹt, nó sẽ làm khá là đau. Đó là một cái điểm trừ lớn nhất của cái sản phẩm như thế này. Nhưng mà cái tay cầm nó thì ngược lại mang cái cảm giác khá là dễ chịu và khá là dễ cầm nắm. Chỉ có cái đầu này là cái trọng lượng nó nặng thôi, còn cái thân này nó khá là nhẹ bởi vì nó là bằng nhựa. Và cái sản phẩm thứ hai đó là cái cây massage mặt và massage mắt bằng cái viên ngọc như thế này, bằng đá. Nhưng mà người ta nói này là đá ngọc bích, mà mình cũng chả biết phải ngọc bích hay không. Nhưng mà đá này màu xanh và có những cái viên trắng khá là đẹp, nhìn liên tưởng giống như là sưng sa lá dứa nước dừa đó. Toàn bộ là nó sẽ là bằng đá hết, chỉ có cái phần thân ôm như thế này, thân ôm cái đá lăn như thế này nó sẽ là bằng sắt và nó sẽ rất là màu hoang dĩ. Các bạn có thể thấy là nó đã hoang dĩ rồi và mình có thể nhìn thấy hoang dĩ rất là rõ. Và một phần nữa đó là giữa cái đầu nói, giữa cái thân và cái này, nó sẽ không có ôm chặt, do đó nên khi mà mua về và sử dụng thì nếu mà xúc ra thì các bạn có thể đổ keo dán sắt vào để cho giữ chặt hơn. Và cái này mình đã đổ keo dán sắt rồi, do đó nó khá là chắc chắn. Thì giữa hai cái này thì mình thích cái này hơn, bởi vì cái này cầm cảm giác nó chắc tay và nó khá là nặng, cầm nó đầm tay. Và cũng như là cái cơ chế xoay của nó nè, như vậy thì nó sẽ giúp cho mình dễ dàng hơn trong việc lăn trên vùng mắt hoặc là lăn trên vùng mặt. Thì mình không biết cái này nó là bằng đá gì, nhưng mà người ta quảng cáo là đá ngọc bích, có tác dụng đó là làm xe lỗ chân lông và giúp cho lưu thông máu trên mặt được tốt hơn và giúp giảm động mạch đó, người ta quảng cáo vậy. Nhưng mà về mình sử dụng thì thật sự thì vẫn
kết quả thì cũng ở mức chấp nhận được thôi, chủ yếu là lăn coi như là mình massage mặt vậy đó. Và thiết kế cái đầu lăn này giống như là thiết kế cái đầu của con lăn của Sơn Nhã, nó sẽ thiết kế những cái đường vân vân như thế này, những cái ga như thế này, thì nó sẽ mang lại cái cảm giác massage khá là dễ chịu đó. Và mình cũng không tốn quá nhiều sức để có thể xoay cái này, chỉ cần chạm nhẹ lên là nó, cái viên đá nó đã tự xoay rồi đó. Thì hai cái sản phẩm này các bạn có thể tìm mua ở trên Shopee hoặc là Lazada, với sản phẩm là cây lăn massage mặt hoặc massage mắt gì đó thì nó sẽ ra, và các bạn có thể mua về và tự trải nghiệm. Nếu tất cả các bạn đã xem video của mình và nếu mà các bạn thấy thích thì nhớ bấm like và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé.